Bạn sẽ hối hận cả đời nếu như làm cái thói quen này vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy, giết chết cơ thể nhanh hơn cả ung thư. Và anh chị em mình không muốn đi gặp các cụ sớm thì đừng bao giờ mắc những cái thói quen này nhá. Cái đầu tiên đến 99% mọi người đều mắc là lập tức rời khỏi giường ngay sau khi thức dậy mà không uống một cốc nước ấm, không chải tóc bằng 10 đầu ngón tay với mục đích để giúp cho máu lưu thông lên não, để cung cấp đủ máu, đủ oxy lên não, để ngăn ngừa tai biến, ngăn ngừa đột quỵ não, ngăn ngừa vỡ thành mạch máu não. Thứ hai, 99,99% mọi người đều bỏ bữa sáng. Đây là nguyên nhân lớn nhất sinh ra viêm loét dạ dày, gan nhiễm mỡ, sỏi mật. Buổi sáng ngay sau khi thức dậy, nhớ này, uống một cốc nước ấm, chải tóc bằng 10 đầu ngón tay để giúp cho máu lưu thông. Ăn sáng, đừng bỏ ăn sáng, gia đình nhà mình nha. Và đặc biệt thói quen thứ ba này, các anh chị em mình làm nặng, đi làm công nhân là mắc nhiều nhất. Đó là buổi sáng ngay sau khi thức dậy là mình đi gội đầu là việc đầu tiên. Gội đầu quá sớm khiến cho mình dễ bị cảm lạnh, mệt mỏi. Và đặc biệt gội đầu quá sớm rất dễ bị đột quỵ.